Mấy chị em sáng ăn rồi giờ đi shopping nha. Đó, mấy chị em đi shopping đó. Chỗ nào trống thì đi. Đủ chỗ không? Thấy chưa, nhà đang nhóm họ chút xíu nữa tới đám cưới. Đó, đây là cô tám nè, phải không, để thấy thứ tám gì, ủa chín, cô này cô chín với cô năm đó, kể như cũng coi như là đủ mặt hết á. Còn Bích Thủy là cô mười. Đó, bữa nay gia đình nhóm họ lâu lắm mới được ngày này đó, 3-4 năm rồi mới được ngày này đó. Đây chó kinh này. Mà bữa nay là gọi là đặc biệt nhất là có dân Texas nè, Chicago qua nữa phải không? Rồi Santana gì, rồi San Diego gì, tổng hợp. Nhưng mà đặc biệt là có birthday. Đặc biệt nhất là có birthday của người đẹp từ Santana xuống. Vậy là hồi ế hết trơn rồi, khi không người dứt một chén gì. Ừ, vậy là hồi ế. Không ế rồi chị ơi. Thế không? Chơi suốt đêm được mà. Không ế rồi, chơi sáng đêm luôn. Chị đi sáng đêm rồi, mình thấy gì bỏ vô tủ lạnh không Trinh? Đúng rồi, chắc phải để vô tủ lạnh đó, để nó thịt nó hư á. Đó, đây là cô Út nè. Dì Út đang rửa rau. Nữa thấy không? Dì Út cái này tươi rói vậy đó. Ấy trời ơi. Nó dì Út cũng tươi rói luôn á, đang rửa rau á. Làm nước mắm có thợ từ Chicago qua đây anh Thái Lan. Còn bên đây là phải rước thợ mà qua nấu đồ ăn, luộc thịt rồi đó là phải rước thợ từ Texas qua đó thấy không? Nó thịt với tép luộc. Hả? Wow, con chó bự dữ vậy hả Bích Thủy? Ô ô ô ô.
Đây phía sau nhà cửa Thủy. Kiển. Đó, xung quanh là kiển. Trên đây đó là những cái bậc thang đi lên trên cái đỉnh đồi. Thank you.
con em mình mua mình thấy nó bự mà sao mình đụng teo quá. Cuối tuần chị em gặp nhau bông nở là đẹp không tí còn món mà xịt ba chỉ tí kho quẹt lâu luôn. Thank you.
buổi tiệc bắt đầu. Quá. Cho anh thể quay vậy đó nha, bữa nay là ngày sinh nhật của chị Thanh Thị. Rồi chị Thị có đứng bển trên đây thấy à. Trang quá Trang ơi. Trái cây mà. Cái bông vô hình đẹp quá. Wow, trái cây nó nhiễm mới vui, có trái cây nhiễm mới vui. Rồi bây giờ chị Tiết qua bển ngồi cho Tiết. Ai muốn chụp hình chung đẹp ha. Ừ, đưa hình màu đẹp ha. Thí vô thí, thí chính đồ thủy. Đi chụp hình đi, giờ chụp hình nha. Rồi. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Wow. Rồi. Wow. Rồi chị thấy sắc bánh như thế ơi. Rồi cắt bánh cái muỗng đâu? Ủa cái dao đâu? Chỉnh tiết lấy dao cắt đây. Nhưng mà phải sắc đúng thủ tục. Cứ cắt đi ăn thôi làm sao, cắt một cái đi. Rồi kiếm cái gì giờ, kiếm cái gì để cái này. Rồi cho bánh cắt bánh đi. Cắt ngửi chút thôi. Đừng cắt nhiều, cắt chút thôi. Nó có bông màu vàng vô hình đẹp thiệt á. Máy chị thị rõ dễ sợ. Chị chụp cắt bánh nha. Có thể không? Bữa nay ăn muỗng vàng nữa đó nha. Hình như chắc giữa nó chó. Có một miếng ấy đó chị Hương. Chè cái mặt này thì kêu phải đi chỗ khác. Mà có cái khác mà. Tên đi dễ qua đi dễ. Dễ nè. Máy trên thấy rõ thiệt chứ ha, quá trời sáng. Hiểu gì trên thấy? Xong xúc. Em nghĩ lấy miếng gì được rồi chị Hương ơi. Ừ. Đại khái. Ở trên giữa cái cheese hả? Không có số gì trong đây nữa. Mình có cái cheese trên giữa. Nó chảy mà. Ôi muỗng dễ thương ha, muỗng này ăn thịt lộn ngon lắm á. Rồi chị ăn trước đi. Rồi. Sao bây giờ người miếng này là gì? Rồi được cho thấy rồi, được rồi. Rồi xong. Xong. Thank you everybody, everyone. Rồi. Vô nhảy đi nè, Thúy, Thúy. Vô Thúy. Thúy vô quên rồi Thúy. Trang vô Trang. Chị tiếng Trang nấu ăn có gỗ cứng cụ cuốn mắt cái chụp bình rồi làm quả. Trang vô Trang đứng đứng rồi Trang. Chị Thúy đứng xích vô chị Thúy ơi. Thúy chứ vô Thúy. Điểm nhảy hay quá. Bà nhảy sao bẹo dữ vậy mấy. Chị Thúy như nhảy giống tạc găng vậy. Chị Thúy như nhảy giống tạc găng vậy. Chị nhảy cái gì mà kỳ cục vậy chị Thúy. Giống cái tạc găng vậy Thúy. Giống cái phim tạc găng mà nó trèo cây vậy đó. Ủa anh thế nào rồi chị Thúy. Chị Thúy không có anh thế nào vậy đâu. Vô nhảy cái này ơi, cầm lại. Chị Thúy ơi, thiếu thế này khoảng trống dư nhiều quá. Thế này như trống quá hả? Ừ, rồi, thế này vô thế này. Rồi, thế này vô nè. Đó. Chán vô, chán, chán. Đó. Thank you.
emotions. They are all around our family. But it has why we gather over these times. Đây là cảnh buổi sáng cả nhà đang làm bún bún bì. Nhà Thủy đâu có bột đó ha, thì biết ha. Đó, cả bột nhà à? Đang sinh hoạt buổi sáng. Bột gì cũng được. Chim bịch lại.
có rất rất vui. Hai con chó bự. Cho nó ăn hả? Nó hồ cá của nhà Bích Thủy đây. Ồ, con cá ấy là quá trời bự phải thấy. Đó, cam cam đó. Cam màu trắng xinh đẹp nha. Mình có thể mua là lớn luôn hay là mua còn nhỏ mà nuôi tới lớn? Thì trời con trắng quá trời đẹp kìa. Vậy đó. Vậy là già dữ ha. Trời dữ vậy hả? Mình nuôi tới nhiêu tuổi nó mới ăn, nó thọ bao nhiêu? Thì mà con này được nhiêu tuổi rồi? Trời, trong hai mấy tuổi ấy là nó bự bằng con cá voi luôn rồi. Vậy sao? Trời ơi, cái con màu trắng quá trời đẹp luôn ha. Đó, ừ, quá đẹp luôn. Này, con này cũng bự dữ nè. Tại vì cái bông này nó ấy là nó nở bự lắm ha. Cái bông nó bự á. Rất 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 dễ nha. Ở Las Vegas có chỗ mà cái hồ đó ở ấy cũng đẹp lắm đó. Ê. Nó phun nước.
Rồi cái hộ gì thì mình bao, mình có xuất hộ gì không? Lâu lâu mình xuất hộ không? Vậy hả? Vì nó chảy gì đâu? À, có ống nước cho mình lấy vô cây phải không? Ừ, tiền nước cũng dữ rồi phải thế. Ồ. Chơi này hao tiền quá ha. Cái bát da này một tháng có 700 đô đó. Dữ vậy hả? Dữ nữa. Mình mướn người ta lại số. Có một cái sống nữa kìa, có một cái sống kìa. Có cây kiểm nữa ha. Thích nhất là hai con nai này ha. Ừ, đứng ngay cái hồ dễ thương quá. Bún bì. Hai anh Thái Lan. Hello. Anh rể là thợ nấu á. Bên Chicago rước về đây để mà nấu bữa ăn sáng cho gia đình ở San Diego. Nó mất tiếng cả bên rể luôn.
Còn đây là cô nàng. Thử cái câu mà rước về cũng đỡ đi. Đây là cô nàng à. Kêu về chết nữa. Đây là cô nàng ở bên Tát Sáp. Trinh ở bên Hilton phải không? Em ở Tát Sáp. Hilton Tát Sáp hay là hay Đà Lạt? Ờ Đà Lạt Tát Sáp. Đây chưa, đây là một thơ cô thợ nữa, ngoài mặt ngoan cái ha. Hello. Đó, đây là cô thợ rước về từ bên Hilton ở bên Đà Lạt Tát Sáp. Làm món bún bì cho cả nhà ăn đó. Còn đây là bà chủ tiệm. Bà chủ tiệm với lại bà chủ hotel. Bà chủ hotel đó ở San Diego. Ừ. Toàn là dân chủ cả không, đang làm món ăn đó thấy chưa? Rước bà chủ bữa nay mà làm biết bao nhiêu tiền đó mà phải về. Mà làm món bún bì truyền thống cho gia đình ăn đó, thấy chưa? Toàn là chủ cả không à. Cũ thôi. Cũ thôi, chụp lắm thôi được. Cho có chút cho nó đẹp thôi. Là món rau truyền thống. Món ăn truyền thống không đó. Toàn là chủ cả không à. Chicago nè, rồi Texas nè, Dallas Texas nè, rồi bà chủ khách sạn lớn ở San Diego. Đó, dân quá dữ đó thấy không. Thì về đây mà nấu buổi ăn sáng rồi đâu phải là giỡn đâu. Phải rước mà mua vé máy bay đồ qua. Đứng tay xin xỏ xã hội em cho. Ừ. Vé máy bay rồi bắt đầu phải mua chỗ ở đồ này chia cho qua đi chơi. Ăn ở rồi mới ăn được một bữa ăn cái bằng dữ dội lắm đó thấy chưa. Nó phải giỡn đâu hả. Cắt đàng hoàng chừng đứt tay nha. Cắt đàng hoàng đừng có xúc động quá. Đứt tay. Rồi đây là em gái út nè ha. em gái út. Chị mặc áo đen đó, đó là bà chủ ở bên chủ tiệm nail ở bên Chicago qua. Còn cái em ngồi kế đó là chủ nhà này đó nha, nhà triệu đô đó, chắc phải giỡn thôi nha. Chủ nhà triệu đô ở San Diego đó nha. Cũng là chủ vậy phải không? Chủ nhà. Đó, mình quay vòng cho biết là buổi sáng sinh hoạt ở đây. Mỗi người một nhiệm vụ. Còn em chó nằm đây.
vì đôi khi niềm mình đang trong lòng tình yêu này đã không mong không bao tiếng là xin nghỉ, xin ngừng nghỉ 15 phút. Ăn xong rồi có sức khác tiếp. Thành tập luôn rồi. Ừ, kỳ quá. Thì sao? Tiệc vô tiệc. Bích Thủy, Thu Thủy, chị Tiết, everybody. Đó, nhìn hấp dẫn không? Bây giờ bắt đầu vô bữa tiệc nha. Ăn thử cái tài nghệ của thợ nấu rước về từ các tiểu bang khác vậy đó, hiểu coi ngon không nha. Muốn ăn là phải bay qua. Muốn ăn là phải ấy, mua vé máy bay. Bay. Mua vé máy bay là bay qua không á. Bay qua không chứ đâu có đi bộ được đâu. Dạ. Đâu chạy xe được đâu. Trời ơi. Bay lên mới ăn được bánh cầm phê. Ừ. Nước này mà. Ủa chén em đâu. Thì rước thợ qua mới ăn được món ăn độc đáo này chứ. Bếp đê chị Hương có bánh tàu nữa nha. Thì đúng rồi. Bếp đê này quá lớn phải không? Bếp đê luôn rồi là tưới 1 ngày cho 4 thôi. Anh tưới là anh trộn. Ăn chứ Hương ơi. Kìa. Tưới đồng hành tưới trộn hoài với chị Thủy, chị Tiến, chị Hương. Trời nó mắm vô thành nước rồi trơn rồi nữa. Thì đó, món đó nó vậy đó. Tô nước mắm nhìn hấp dẫn quá ha.
đó, nói chung món nào nó cũng bổ sung cho nhau phải không? Phải không? Bì ngon, nước mắm ngon, rồi nước dừa ngon. Rồi, ít gì?